Xin chào anh em nha. Hiện giờ là mình đang đứng ngay một con Yamaha B3 trừ 3A nha. Thì con này cũng là 0.5 của Yamaha nha. Thì con này cũng mới về luôn. Tuy là cuối năm, ngày đến Tết tới rồi, nhưng mà xe vẫn về review, về 3-4 con luôn nè. Nhưng mà trước mắt là mình giới thiệu đến anh em cái con Yamaha này trước. Thì con Yamaha này đó là B3 từ 3 không một rưỡi nha. Thì bây giờ mời anh em, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem cái con Yamaha này, để tham khảo con Yamaha này nè. Rồi đi vào bên trong quay chi tiết rồi mình sẽ đây anh em. Đây là cái con Yamaha mà mình muốn giới thiệu đến anh em đây. Cái con Yamaha này là nó là B3 trừ 3A nha. Nó cần nó 4 khúc mà. Thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi luôn nha. Cần 4 khúc nha. Thì lam của nó là khoảng 1m55 nha. 1m55. Đây. Để mình quay từng chi tiết, từng cái ti luôn cho coi nè. 4 khúc rồi nè. 4 ti rồi. Gạo nè, gạo còn đẹp luôn em, ách gạo anh nè. Đây. Lắc của nó này. B3 trừ 3A nha. Đó, thì cái lắc như thế mình chỉ quay cái lắc cho anh em coi nó. Em nó là đang mang xích cao su nha. Các tên xe vẫn còn bao nhiêu nha. Còn nguyên bản hết luôn nha em. Con này là còn nguyên, không có tút tết gì hết, còn nguyên hết luôn nha em. Nếu anh em nào mà thực sự quan tâm, muốn tìm hiểu về con xe này, để muốn mua con xe này, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại mình để trên màn hình nha, mình luôn để trên màn hình. Số điện thoại của mình Victor Hải và số điện thoại của A Long nha. Thì hai số điện thoại đó bất cứ anh em gọi số điện thoại nào cũng được hết. Bất cứ thì anh em nào muốn thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Và mình cũng muốn nói rằng là cái con xe này là nhập về còn nguyên hết. Đặc biệt con xe này là không có tút vấn cái gì hết nha. Thì cái giờ xe nhập về con nào mà tốt cái gì hay là không tốt hay là như thế nào thì mình đều nói rõ sự thật hết, mình không có nói dối làm cái gì hết. Con xe này là về chỉ có rửa sạch sẽ ra rồi để nguyên ở thôi, không có tốt tết gì hết nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp hai cái số điện thoại mình để trên màn hình đó, thì để anh em có thể thắc mắc những cái hơi giải đáp nha. Hey, bánh phone nè. Cái này được chất cao su đẹp rồi. Bánh răng còn ngon luôn nè. Gầm ghiếc quay to rồi.
Đây, bánh răng bên phải, đuôi bên phải. Đây là dàn chân bên phải. Tất nhiên là con này là còn về là còn nguyên thủy, không có tút tét gì hết nha anh em. Tì đẹp, nó tì quá đẹp luôn. Cần 4 phút nha. Đó, cho anh em coi lại cái cần. Thì một chút xíu nữa thì mình nổ máy rồi xong cho anh em nghe máy nghe dứt rồi là mình này đúng nha. Rồi giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe luôn. Máy này, máy mới tinh luôn. Ba máy bơm bê tông luôn nha, bơm bê tông nha em. Bồi máy móc luôn, mới chát hết luôn. Để mình nổ máy nghe ha. Máy này, máy mới tinh luôn. Ba máy bơm bê tông luôn nha, bơm bê tông nha em. Bồi máy móc luôn, mới chát hết luôn. Để mình nổ máy nghe ha.